8 giờ 30 sáng, trời bắt đầu nắng gắt, nhiệt độ được ghi nhận là 31 độ C. Nhiều người khi di chuyển ngoài đường đã phải mặc áo khoác và mang khẩu trang để chống nắng. Thời tiết hôm nay là nắng gắt hơn, oi bức hơn, khó chịu trong người mình hơn. Nắng mà dọn hàng tí xíu là đổ mồ hôi rồi, 7 giờ là nắng nóng rồi đó. Mọi khi không có đâu, mọi khi đâu có nắng nóng dữ. Làm việc trong bóng mát đã thấy không thoải mái. Những công nhân này còn vất vả hơn gấp nhiều lần khi trực tiếp làm việc dưới ánh nắng mặt trời. Vất vả, nhưng đây là công việc mưu sinh. Công việc làm nó ngoài nắng nó khi mệt hơn ở trong mát. À, làm có thời gian nó uống nước mệt mà mình đi uống nước nhiều hơn. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hiện tượng nắng nóng sẽ kéo dài đến khoảng tháng 5, trong đó sẽ có những đợt nắng gắt để nền nhiệt độ tăng cao. Đỉnh điểm của nó thì sẽ rơi vào khoảng cuối tháng 4 với mức nhiệt độ từ 36 đến 37 độ C, cục bộ có một vài tỉnh sẽ trên 37 độ C. Ví dụ như là ở một số tỉnh như là An Giang, Đồng Tháp. Rồi thời gian mà xảy ra nắng nóng thì thường nó khoảng từ 12 cho đến 16 giờ hàng ngày. Thì trong khoảng thời gian đó cần phải di chuyển ra bên ngoài thì chúng ta cần phải có những cái biện pháp để mà phòng tránh về nắng nóng. Nắng nóng kéo dài cũng gây nguy cơ cháy nổ cao. Người dân cần hết sức lưu ý an toàn phòng cháy, chữa cháy.